Giai đoạn 3 tiêm thử nghiệm vaccine nanocovax cho 13.000 người và chỉ thực hiện tiêm nhóm liều duy nhất là 25 microgram và nhóm tiêm giả dược được đối chứng. Giai đoạn thử nghiệm này được thiết kế theo phương pháp thiết kế thích ứng, tiếp tục tiêm vaccine thử nghiệm và nhóm giả dược, đánh giá sức khỏe vào thời điểm mũi đầu tiên, mũi thứ hai thực hiện vào ngày thứ 28, ngày thứ 35 và ngày thứ 42 sau khi tiêm. Qua hai giai đoạn thử nghiệm trước, nồng độ kháng thể virus SARS-CoV-2 hiệu giá kháng thể tăng rất cao, từ hàng chục cho đến hàng trăm lần. Sau mũi tiêm thứ hai, các tình nguyện viên được khám sức khỏe, xét nghiệm máu, đo huyết áp một lần một tuần để đánh giá lượng kháng thể xuất hiện trong cơ thể. Sau đó tiếp tục được theo dõi trong vòng 6 tháng để lấy thông tin đánh giá sức khỏe và khả năng sinh miễn dịch. Đến nay, 100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nanocovax đều sinh kháng thể trong máu.